Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Bởi video này thì ban mình đánh thiên tử với bài ban xe trận đánh thiên tử đầu tiên của server Hành Sơn em ơi. Được một combo tiêu 7 ngày với lại một set ăn ban random 7 ngày vậy anh em. Chung là trận đấu bắt đầu khá là chở, mới bắt đầu khoảng 10 phút thôi. Tại vì là trận đầu tiên hơi bị lỗi một tí nên mới bây giờ mới bao danh được anh em. Và ở trong thiên tử thì không có cánh được lắc nha anh em. Không cánh được lắc nha anh em ơi. Nên là đánh theo ban thôi. Ban sói bảo đi đâu thì mình đi đó nha anh em ơi. Và nói chung thiên tử thì Khải nghĩ thì đường môn Khải thì chắc chắn sẽ có vị trí top thôi. Cố gắng đánh giao tranh, cố gắng né đam một tí, vị trí top là ok thôi anh em. Không có thúc, không cắn lách được anh em thấy không? Không lánh được, không lách được, nhưng mà trong này thì công lô nghe mây các bùa các kiểu thì lên lực tay 62 rồi. Như là kháng khá là đẹp. Không lách được nha anh em ơi. Ở trong trận thiên tử không lách được. Ok, bây giờ Khải bật mít sói rồi nha anh em. Rồi. Rồi thêm. Em chạy. Bạn ơi. Nó đang trong cây 4. Tại cây 4 đâu? Không có nha. Nó đang tập trung cây 4. Đâu, 4 trống trơn mà. Có mẹ có 3 à. Đang trong đại dân á. Nó không ra không ta. Nó có 4 hạt đi bắt người farm NPC á. Rồi kìa đó. Nó vào đây cứ farm NPC đi em ơi. Vào đây nó không ra anh đỏ cứ farm đi. Nó không chịu ra, anh em bước lên cây 3 luôn này mày, bước lên cây 3 luôn. Bước cái bà luôn nè mày, bước cái bà luôn. Nó không chịu cho tranh. 40, 41, 42, 43, 45. Không chịu tranh mấy quét nè, bây giờ nó mà ra anh em bước về cây 1 nghe, sau cây 1 nha. Nó mà ra anh em bước vô, không chịu động bước luôn anh em ơi. Sói mà anh em, sói là biết tồn. Thường xuyên anh em ơi. Sói đang chỉ đạo anh em ơi. Rồi. 23 trên dưới là canh dòm đấy. Ai dưới vậy em trên á, ai dưới vậy? Tí. Bắt được mà cái xe đó bạn ơi. Bắt được đây thôi. Rồi. Cái gì mà đi farm NPC gì tới 7 giặc chứ hả? Kệ em đi bắt nè, nó không chịu ra, mình cứ farm đi. Khi nào anh em chú ý rồi kêu rút rồi rút liền nha anh em ơi, kêu rút rồi. Khi nó mà ra em rút liền không nghe, không có để nó bắt nha anh em. Chung là trận đầu tiên anh em ơi, là lúc nãy thì bác giang hơi chậm một chút. Hello cái thanh hồn à. Đứng nó treo mình, đứng mình giết thoải mái luôn nè. Ma sói nghe mất không? Nghe nè, nghe em. Ai cầm mặt ma sói vậy? Không biết. Ma nó. 9 giờ thăm là BC cầm đường môn thăm kìa. Đọc em đi về đi em ơi. Điều tình hình có sợ bay làm việc rồi mấy đứa đâu có nghe đâu. Anh em bước về kìa 2 luôn anh em ơi, sau kìa 2. Xin bù con lân anh ơi, xin bù con lân này. Phát ơi, cho anh bù con lân phát ơi. Có tiếng sói mà anh em, có tiếng sói chứ, khai bận rồi đó. Nó cầm nhập nó cũng ra không ra. Rồi, cứ bắt nó đi. Lương Vinh Vinh Đề hả? Anh em farm NPC ngay cái phạm vi đội hình đứng thôi, chứ phải đi ai kêu đi qua cổng 9 giờ farm vậy. Má, đỡ ra, chia người rồi anh em. Giữa đang trưởng con hiên chết chết đánh tam đạo anh hai có đánh cùng server bị quyền vô lép không? Server này còn đang phế có anh em ơi, có cùng server mà kệ đó anh. Rồi anh em nè, tất cả nè, rút mày cái một tham đạo xe, rút mày luôn. Phụng Nhi làm gì đó, cứ đái không mấy thằng Phụng Nhi này nha. 47 bước lên cái một 49 cây 2 nha, anh nó cây 3 nha. Đấy rồi, anh thấy rồi. Xoay đi cái bóng. 51. Anh em cái chuột kia mày đánh rồi, giao đánh rồi, anh em ơi, giao đánh, nhổ máu vô. Mạnh lên em ơi, máu lên em ơi, đánh mạnh vô. Lâm ơi, Lâm chết. Ra giữa sân, góc ra sang cây 1, qua cây 1. Sang qua cây 1, sang lên cây 2 nè, qua cây 1 trước. Qua cây 1 gom lại, đứng sau cây 1 đam. Sang cây 1 đam. Chủ đám lại đứng sau một. Chuẩn bị chạy về trước tá này, về trước tá. Mình mỏng rồi, về trước tá. Bóc trước tá cùng đánh, anh em ra liên tục đi. Rồi trước tá này bóc qua phải, sèn qua phải, ép lên cái một. Ép lên trong cái một. Rồi đứng lại đâm. Đè vô cái một luôn. Sèn ngay giữa đè lên, chặn lên cái hai luôn. Đánh lên cái hai luôn. Rồi nè, đánh thẳng lên ba nó luôn. Rồi chuẩn bị nè, sèn qua cái ba nha, sau cái ba nha, sèn qua sau cái ba. Chặn cái đầu nó xây chữ tánh nè. Đứng lại đam. Người nam ra chưa? Chấm máu đi. Không, anh đang bận xíu. Ôi da. Cho luôn. Tất cả rút về cái một.
bảy mà quỷ màu chết luôn bây giờ. Nam không hiểu vấn, Nam không hiểu vấn, nó không có làm chậm, làm toán yếu quá, nó không có dính, không ra được. Chiếu dòng Nam bây giờ rút về ba mình, rút về ba mình, không rút về ba mình, không có dòng Nam bây giờ. Bổ xuống mặt Nam bây giờ thằng ơi yếu, không có dòng Nam bây giờ ơi. Tao bổ sung được, giờ vô hết rồi định bài đó nó bổ sung. Anh Nam bây giờ lại giữ mana giữ máu lên em. Xin bù lên. Ba mình nè, ba mình nè, ba mình nè. Ba mình không có Nam bây giờ. Gác AK. Đang nghe nè mày, đang nghe em sói nè mày, đang nghe chỉ đạo đánh theo nè mày. Rồi em nhớ lên cái coi cái kế anh ơi. Ba trên. Bơm nha. Ê, bơm nó có tác dụng không? Không biết nữa. Thôi, anh em chạy đi cái bố, di chuyển đi cái bố. Quý ơi, làm đem ơi. Quý ơi, em cầm con xin nhận mua Vito em phong đi quý ơi. Năm này không có bắt động mình vừa. Ôi, sao chạy vậy mày? Gõ lại anh em ơi, gõ lại cái hai này, gõ lại cái hai này, gõ lại cái hai này. Cái hai anh em, cái hai nè. Dịch xem kìm chuột lại cho bái thằng ơi, đọc sai đi thằng ơi, đánh từ sau anh cho thằng ơi. Thiếu nghe mày bút tay á. Thiếu nghe mày bút mà không thấy thấy rõ luôn á, không có nghe mày luôn á. Bước lên đầu hẹn trên, bước lên đầu hẹn trên. Thuận lên bước thuận. Cùng nghĩ đi về đi. Cùng đi. Chết đi rồi. Anh em này bước về cái bột. Đi từng trăm, bước về cái bột. Đi từng trăm. Lỡ mày chưa đá. Đó, đứng, nó đứng cái bà đó. Không có dòng 50 nè, thu cái dòng 50 nè, có 1-2 con 50 kìa. Anh em cầm 50 xuống cái bài nghe nè. Anh em cầm 50 xuống cái bài nghe. 3 con hả? Rồi, cái 3.000 à. Ok 2 bước lên cái 1. Bước lên cái 1, 6 con 1. Chạy lên cái 4. Đi gọn lên cái 3, người ta nó phát đầu chơi lên kia. Đi cái 1. Có mấy ốc đằng sau đuổi một con lẻ kìa, quay lại đây đi. Anh này ơi, kìm con chùa anh em. Chơi dưới 1 con. Kìm con chùa lại giùm cái anh em ơi, kìm con chùa lại giùm cái anh em ơi. Giật lại anh em. Chạy rồi. Xây ra cái 1, xây ra cái 1. Trời, cho anh em chạy lung tung vậy. Có bơm nha, giữ 2 bạc. Để anh em xài cái nữa thôi. Để anh em đồ đánh luôn nè, cặp bên trên, cặp bên trên, cặp bên trên. Đánh lên từ em, bắn lên từ em. Bước qua hệ từ, bước qua hệ từ, bước qua hệ từ, bước qua hệ từ về cai. Ép lên từ tường, bước cai, ép lên từ tường. Bắn mạnh vô, ngồi máu vô. Ngồi máu vô, bắn mạnh vô, ngồi máu vô. Bắn máy kìa, bắn máy kìa, mình đẩy điểm ra, mình đẩy ra. Bắn lên bà đâu, bắn lên bà đâu, bắn lên bà đâu. Ai làm tôi nè. Không có dòng nó bây giờ đánh đi. Bắn mạnh lên, bắn mạnh lên. Mình nhau chết luôn nè. Mới vô giao tranh cái là chết liền. Cái ba, cái ba, cái ba. Vô giao tranh thấy là tan rồi, mình chết rồi. Đậu xanh. Dịch sim kìa. Gom lên đây, gom lên đây, gom đây, gom đây. Có lắm đập cái xin một mùa đập lên đây. Ô, xe này chạy đâu vậy? Xe này chạy đâu vậy? Xe này chạy đâu vậy? Em về mua một rồi. Má thiên mạnh vậy. Đang win nữa nè em ơi, chưa thua đâu, đang win nè em. Chạy ra anh ơi, chạy ra anh ơi. Tiếng hồ độc bồ không? Hải ơi, bóp đi bấm đi Hải ơi. Bóp chi cánh rồi hình ra bấm, bóp giống câu đàm người ta cho anh Hải ơi. Tao ơi anh em. Hả? Xây dựng 2-3 thôi, xây dựng 2-3 nè. Anh em ơi, anh biết người tham bên NBC rồi, anh Năm rút về rồi, anh ơi, anh ơi. Anh em này cái bóng, tất cả anh em này cái bóng, tất cả anh em này cái bóng. Dính bùa anh đâu? Hả? Anh Bình về bắt NBC nó anh ơi. Đứa này là anh em ơi, nè, anh em này là không anh em mi, mình không có dẫn em mi được nè mày. Anh em chạy cái bóng, anh em chạy bóng. Bỏ một em mi rồi. Bà nói nha. Anh em chạy cái bóng, bước giữa luôn à, bước ra giữa luôn, bước ra giữa luôn, bước ra giữa luôn, bước ra giữa luôn, bước ra giữa luôn. Cặp lên bên trên, cặp lên bên trên, cặp lên bên trên. Bước từ từ qua cái hai, bước từ từ qua cái hai. Xoay đánh ra nè, về cái một rồi xoay về lại, hai ba, xoay từ từ về hai ba. Đập lên hai ba. Xoay về cái bốn, xoay về cái bốn. Xoay về cái bốn, đập từ từ vô. Đánh về hướng cho một, đánh về hướng cho một, chặn cái đầu của nó lại. Chặn cái đầu của nó lại. Bước từ từ lên, nó banh nhẹ, nó banh nhẹ lên. Nó banh nhẹ, nó banh nhẹ. Bước từ từ lên, nó nát luôn đó. Nó nát rồi, nó nát rồi, nó không có chạy không được đâu.
bắn mẹ ép vô thầu luôn, ép vô thầu ra luôn, đầu lên ba nó dưới lên ba nó, dưới lên ba nó bỏ cái hai mạnh lên em ơi, mạnh lên em ơi, mạnh lên mạnh lên mạnh lên mạnh lên em ơi, đúng rồi em mát rồi em, đánh mạnh lên luôn, đánh mạnh lên em ơi, đánh mạnh lên luôn, đánh qua cái hai cái ba luôn, đánh xuống cái bốn luôn, đánh xuống cái bốn, đánh ngược lại cái bốn, đánh ngược lại cái bốn nè, đánh ngược lại cái bốn em, đánh ngược lại cái bốn, đánh bỏ hai ba em ơi, bỏ hai ba đi, quét về cái ba rồi, quét về cái ba luôn, quét tới cái ba luôn, bảo máu bảo à, bắt ra mày, bắt ra mày, bắt ra mày tất cả đây các bạn, thiếu ra mày quá, thiếu ra mày quá, thiếu ra mày quá, mày đang bị nhồi máu cao rồi, mày không có dòng nó mày luôn kìa. Ôi, pha cho rồi anh được 6 mạng đấy, 6 mạng, 6 mạng. Đúng rồi, nhồi nhồi máu mạnh tay vào 6 liền. Anh được 6 mạng pha này, má lên nhồi tranh được 6 mạng. Mua luôn, sẽ mua luôn. Đó, mình làm 2 tuần đó là hơn là. Anh được 6 mạng rồi em. Quá chất, không được cắn thuốc lắc nữa mày, trong này không cắn thuốc lắc nữa là không có máu. Hơn máu là nhanh chết vậy thôi. Máu có 3,5 thôi. Không cắn được thuốc lắc. Mấy cái lắc này có lượm cũng được mà không cắn được. Hai bọn em quét mình xe giùm anh ơi. Hai bọn em mày em chui quét mình xe giùm em anh ơi. Khả năng đi con đường môn nhíp hồn. Đường môn tiểu lý nó giữ chân nè. Đường môn. Xe ba trên của nó đầy kìa anh em. Hai hai bọn em quét giùm em ơi. Tất cả anh em như vậy mày cứ xong cái hai. Không dám ra đâu nè. Mượn ngựa của Win để đứng ra mày giùm anh em ơi, để đứng ra mày giùm anh em ơi. Rồi qua cái ba kìa, ai qua cái ba đứng như vậy, đứng lên ba nó làm gì vậy, chờ đứng chui lại, em chìm chui lại đi. Qua mà anh em ơi, ra qua xài qua cái ố, xài qua cái ố, di chuyển như quen nè, di chuyển như con rắn kìa, còn sâu lên kìa, xài qua cái bọt ấy, di chuyển cái đều quay, di chuyển nó qua cái bọt kìa, nó ra kìa, kìa đó, 1-1 ra giữa 1-4, 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 này cái hai đấm bao. Ôi xây qua gai từ từ, xây qua gai từ từ, xây qua gai từ từ, cũng ép người ta từ cái ba, rồi quay quay ngược lại này, quay ngược lại cái một đây, không tí nữa, quay ngược từ từ về cái một, chặn cái đầu xe lại, nhồi máu rồi, đam, đam đây, nhồi máu rồi đam, à quên bỏ máy nền rương, đam thành nhau, đam thành nhau em, sâu thấp đó kìa, em xây về cái bốn này, xây từ từ về cái bốn, rút về cái một, rút qua cái một, đam tiếp, đam giữ luôn à, đam giữ luôn, đam giữ luôn, đúng rồi em, đam thành nhau, đúng rồi. Đám mạnh anh em ơi, anh em thấp quá thôi, anh em thấp quá thôi chứ mình mạnh lắm anh em ra qua từ trên cái nè, qua nhanh nhóm nó qua từ trên nè, xây từ cái hai nè, đẩy xuống lại cái ba nè, đẩy xuống lại, đúng rồi anh em, đứng lên người máu và đạm thôi, đẩy xuống, đẩy mạnh xuống, đẩy xuống, đẩy tốt về cái bốn kìa, cái chuột cái hai kìa, bỏ nó chạy gì dưới luôn anh em, tất cả về cái bốn nè, máu anh em kìa, kiểm tra máu lại, cái bốn, về cái bốn, nghe không kìa, về cái bốn ơi, về cái bốn ơi, về cái bốn ơi, gặp chiếc đá lần nữa nè. Ai hết máu thì máu lên, ai còn máu bao lại, ai còn máu đâu thì mình qua được không? Trước đá nè. Trước đá nè, trước đá nè nên. Mà đánh số luôn á. Xây ra cái một, xây ra cái một, xây ra cái một. Vậy qua một, đâm lên xuống, đâm xuống, đâm. Phải đâm lên em, người máu như mà đâm. Đâm được rồi, đâm được rồi, cứ thoải mái mà đâm luôn, thoải mái mà đâm. Xây từ về, xây từ về, chứ đá này, xây từ về, chứ đá này, xây từ về, chứ đá, xây từ về, chứ đá. Bỏ cái một đây, bỏ cái một đây, bỏ cái một đây, bỏ cái một đây. Rồi đánh từ từ này, đánh cái một xài cái một anh em, giữ máu lại, giữ máu lại, quấn theo đội hình này, quấn theo đội hình này, quấn theo đội hình này, tất cả anh em lúc này chỉ đá giữ máu. Thì anh em về kìa, thì anh em ham quá hai cái kìa, tìm không chuột anh em, tìm không chuột lại. Chung là nghe sói anh em ơi, chung là xây theo sói. Như Khải thì cứ xây 18 mạng ơi, 18 mạng ơi, 18 mạng ơi. Mấy mạng xây cho mọi người, khỏi cho dám ơi. Khải 18 mạng ơi. Rồi rồi, hai hai mạng xây phan giùm nghe, mấy đứa ơi. Ai nào sẽ lên điểm quá kìa bắt đi anh em. Vậy giao tranh nãy giờ hồi lâu rồi á, có cho gì mua máu không Nam ơi? Tôi cho nãy giờ mà nói cho rồi mà, nói cho mua máu rồi mà. Thiếu dòng Nam ơi về ban thiếu Nam ơi tức là lúc qua mình. Mua máu rồi nè. Không, đánh nãy giờ mà không có dòng Nam ơi, có ba con Nam ơi bắt vào đánh tử kỳ gì vậy. Hay chi đội hình rồi còn bảo kỳ. Nó bên phải mình này, nó farm ở ngay bên mép bên phải nhà mình này. Theo sao chứ anh em đi theo đánh thiên tử với bang mà. Sao đi lẻ được. Đã hello Lai Miu nha. Đang đánh thiên tử mà Lai Miu ơi, đang đánh thiên tử mà. Rồi một trên hai giới chuyện mà chơi mấy giới nó hay chuyện nè. Một trên hai giới. Đang đánh thiên tử mà anh em phải đi theo xe đi theo bang chứ. Anh em hiểu một trên hai giới anh em ơi. Không có bước ra nha em. Mình thử chứ anh em quen thôi nè, anh em mới lần đầu đánh với mình á. Đủ đi nó bay luôn thôi quay lại đây. Ông muốn Nam Mây quay tất cả quay lại chiếc đá đi, quay tới chiếc đá luôn. Ông muốn Nam Mây đánh chung Nam Mây hơn anh em ơi. Chị bay thằng ơi, chạy vô anh em, cao vô anh em, né chút. Di diện chung chứ không thách được rồi anh em. Ông muốn Nam Mây nè anh em ơi. Bước chiếc đá nè, bước chiếc đá, bước chiếc đá, bước chiếc đá. Xách cho bộ, xách cho bộ mình, xách cho bộ mình, xách cho bộ mình. Bộ mình.
Mấy ông vô tôi chơi bóng làm gì? Bí mật kìa. Anh Năm là Phụng Nhi nè. Bước lên cái bọt cái lên. Đại diện được lên cái mặt với cái tường luôn. Đại diện được lên cái mặt với cái tường không? Đại diện được lên cái mặt với cái tường không? Nắm mặt với tường luôn, nắm mặt với tường luôn à. Không dưới nghe, không dưới nghe. Bước chưa cao lên này, xây lại giữ cái này, giữ cái ba này. Quay cái ba từ từ, xây qua cái ba từ từ, xây qua cái ba từ từ, xây qua cái ba từ từ. Còn quay ngược lại mắt cái đầu luôn, Nắm từ từ, ra đám được nghe, ai chết được lên cho luôn nghe. Ai chết được cái một cho đám, giao đám được. Giao đám được, đứng mặt lên em. Mà chứ không ai chạy đi, mau mình, chứ không ai chạy đi, mau mình cho lên. Alo. Ôi, dính cái này. Anh chết rồi. Anh lại. Đường môn thì vừa đánh vừa xây nó mày không đứng lâu được, không trụ đam lâu được. Xoay khô nè, xoay ba cái khô nè. Sâu. 22 mạng. Trái nè em. Ha, hiện tại khả năng tốt 1, tốt 1 mạng. Thuận xuống bước gần, Anh em xoay qua phải chút anh em ơi, bắt cái đầu lại anh em ơi. Quýnh như từ chặn cái đầu lên 1 luôn, quýnh như từ chặn cái 1 không cho nó bè, Nhồi máu vô anh em ơi. Cặp lên cái mỏ, Symbol là gì? Thống kê. Báo điểm. 44. Bao nhiêu điểm rồi? Rút về đi, VIP với lại chiến thần rút về đi. Đi chiến thần kéo xe đó. Anh em đứng lên bà đá lấy người xe nè. Xe 62.000, phía mình 77k. Hiện tại bên mình đang ăn 15k. Đang ăn 15k nha Nam ơi, đang ăn 15k điểm. 10 phút nữa là sói xuất hiện không? Sói xuất hiện rồi, luôn rồi chứ không thể nhìn ngang anh em. Anh em rút về cho 4, Em anh. Không trẻ em. Sói xuất hiện rồi nha. Nghe anh Tuấn rồi. Chờ 10 phút nha, số xuất hiện rồi. Anh em mình đánh chờ 10 phút nhưng mà xuất hiện rồi. Like thuận không được ta. Về anh Năm ơi, về anh Năm. Nó thủ sói rồi, thủ sói rồi. Hoàng ơi, cho bay báo sói với anh Hoàng ơi. Đang nói chuyện với anh Tuấn. Hay quá, hồi đó hay quá. Đang ăn điểm rồi. Anh em bước lên ba đó anh em ơi, quét năm mặt 10 à. Ê, lưu lại cái ba. Cái ba anh em bỏ ai gì vậy? Đâm từ từ vô ba nó nè. Xe từ vô ba nó, rồi em cũng luôn anh em ơi, em vô chanh luôn. Xe từ bên trái, vô ba nó, xe từ vô ba nó. Em nghe không, xe từ vô ba nó nè. Đám em đi, đám mạnh vô em ơi. Bị chuột cao lên nhìn cái em. Để lại cứ như nhà nó, chạy vô nhà nó. Em chặn cổng của bà, một tuần nữa nè. Đội ai đứng vô sói. Má chậm vậy ba. Đứng từ từ về chính giờ đây. Ai chạy không được đâu ạ. Anh Tuấn nói win anh Tuấn thưởng 2 triệu anh em ơi. Có anh em một set ăn ban 7 ngày với lại một con bông tiêu 7 ngày. Làm lại dưới đáy luôn anh em ơi, làm tôi nữa nè. Đến đây pha này sao di chuyển chậm vậy ta? Nhiều lắm. Kéo 2 người ta em được cái xe tôi rút luôn về đây.
Tới chúng ta tới 23 luôn anh em ơi, tới giữa 23 luôn, tới giữa 23 luôn, tới giữa 23 luôn, nhanh lên. Cha đánh điện tử mà đánh đống kim nữa ta. Đèn sói bấm rồi. Đèn sói. Cái hai anh em, cái hai. Rồi. Mất dòng 50 đợi đây luôn, chạy với cái một. Mất dòng 50 rồi chạy phía sau rồi cái một. Sao quá. Rồi mà cái một mặc định lên. Cái hai mặc định ra 52 ra, cách 52 ra mặc định. Chưa kịp uống máu chết luôn rồi. Tất cả là em đang ngửi vô nhà báo, tất cả là ngửi vô nhà báo nha lên. Đừng chạy luôn, đừng chạy vô nhà báo. Vô. Quẩy con. Xoáy luôn em ơi, xoáy luôn nè. Đến đây xoáy thì kiếm luôn. What? Lượm kẹo lên em, vô máu vô. Đang xoáy mà khả chết nè. Chiến nhận đứng nếp vô, chiến nhận đứng dưới vô. Được chưa? Nhồi bảo vô. Xây từ đây, xin mời ai chạy mưa áo lạc, ai chạy mưa áo lạc. Mà cũng sống nhạt gì hoặc quá. Đâu rồi chứ đá nha mày, đâu rồi chứ đá nha mày, bảo điểm này cho banh nha, tôi nói mình mất nhiều quá, ai chạy mưa áo lạc nha, nhớ em nha. Anh em chết rồi, anh em chết rồi. Xói được bao nhiêu phần trăm này ta? Em sẽ bay cỡ 30 á. 81.94 rồi. Ghét 13 điểm đúng không? Ghét 13k đúng không? Gom trước đá kìa anh em. Hết giọng em Vân rồi. Hết giọng em Vân dưới chân, hết mất 200 máu rồi. Nhiều quá, quấn sói quấn đuối. Không có Ngami, tay có 3 Ngami, quấn thấp quá. Anh em ơi nhanh dưới tay dưới chân nhìn em trước đá nhưng có ba mấy hạt sao đánh nè em. 3-18. Tất cả mấy em mới lên bà đó luôn, tất cả mấy em mới lên bà đó luôn. 1 phút đã đủ 1 tuần rồi anh em. Delay 2 phút, delay 2 phút mà lo gì. Đánh tuyệt đối không khoan NPC nữa. Thằng ơi, nước đây là thằng ơi, kích ra bay nhanh luôn thằng ơi. Rồi. Tôi nói bây giờ ai mà đi ra ngoài khỏi đội hình farm NPC lẻ được kích nha. Cho hai người farm NPC luôn, bỏ đan luôn, bỏ lên đi, cho vô đội hình luôn. Mấy trăm thương rồi, mấy trăm thương rồi. Ai quá mấy thương nữa. Cát 14k. À, trận đầu tiên thì đội Bông Tiêu ở đầu hẻm sao có like thuận không được ta. Bông Tiêu với lại Xét Đông Bang 7 ngày nha anh em, Xét Đông Bang 7 ngày đâm đông nha anh em. Cháy cục quần là dưới dịch thêm mà chơi được không? Chơi được thì chơi, chơi không được thì ở thì khỏi đi với nha. Trận không kèo nữa nè, anh em đánh thoải mái nè em ơi, không kèo, không có kèo anh em đánh thoải mái. Mấy anh em đánh đội hình tắc cái đánh quái đi anh em ơi. Anh em bước lên đầu hẹn cho em anh ơi. Anh đỏ nhậu đi trên đi quay 3 giờ đây, anh đỏ nhậu. Vinh Phương đi đây. Gom lại nè. Từ từ anh em, đừng có survive, đừng có survive đánh anh em. Anh em bước lên đầu hẻm, anh em bước lên 9 giờ luôn anh em ơi, anh em bước lên 9 giờ luôn anh em ơi. Bước lên 9 giờ luôn anh em ơi, bước lên 9 giờ luôn. Quét hết 3-4 thằng này lên em, quét sạch xe này. Anh em cặp chó đá bờ đào, tôi chưa thấy mà anh chó đá bờ đào nhanh lên thôi. Ôi vô luôn, từ từ em anh, bước lên cổng sông à. Sói ra này, từ từ, đứng mặc định anh em ơi, mặc định thôi. Kéo sói ra lên anh. Đam được ra. Đam được ra. Cái không có cái bùa nào trên đầu hết mà. Má có năm độc luôn. Má. Hải ơi, mất được hả Hải? Chết béo rồi. Má, Hải chết kêu rồi. Còn có 7k kìa. 10k. Còn có 10k, 10k. Má quên bùa đặc quá. Má nó có bùa là phanh sói rồi. Con nghe đi cảm giác á, đi tìm cảm giác á. Để đi theo đội hình cho em có
Thấy đã có ngủ được mùa rồi, ngủ ngoài chịu cầm. Không về ra nhậu lúc về theo đội hình đi. Coi thì đem cái xe nhỏ nhiều quá. Bỏ đi. Vấn đề đó đi, đừng có đi nữa. Bây giờ có sao quánh dậy đi. Anh em bước lên nhà, bước lên nhà anh em, bước lên nhà anh em ơi. Bước lên nhà anh em. Đứng ở bà nó, đứng ở bà nó, đứng ở bà nó, đứng ở bà nó, đứng ở bà nó. Cái bà nó có em là xấu chết rồi đó. Không có năm độc, nghỉ có năm độc mới ăn đó. Em có năm độc mà. Mà anh chưa đi 3 giờ rồi. Không sao, không sao, không sao. Anh em bước vào 9 giờ làm người anh ơi, bước vào 9 giờ làm người anh ơi. Tới cộng báo anh nha, tới cộng báo anh nha. Không, cứ bay rồi anh ơi, cứ bay nha. Cứ bước qua, cứ bước qua, cứ bước qua, kéo sói ra, nó bất buồn luôn nè, nó bất buồn luôn cho sói rồi. Tới cộng báo anh nha, tới cộng báo anh nha, tới cộng báo anh nha. Rồi, cho đấu rồi nào đi, cho kéo sói ra. Cặp cộng ra anh em, cách cộng 5 2 anh em có phục vụ mới vô coi. Cặp cộng ra vô anh em. Kéo sói lên em. Cậu đạp nha. Rồi. Cứ qua đây thôi, về đây, về ban đó. Thì phút rưỡi sáng mình ra nha. Má không có ngầm mày để bút cái máu sói luôn. Muốn thì ấy chút đội sói đánh chút. Khỏe. Ừ. Mai tốt, còn thằng trên thôi, tí dưới ban thằng ơi. Còn tới. Tí đèn á. Còn tới đâu rồi, danh nhà nó đội sói luôn. Hai anh em tụng hứng vừa rồi. Không, chẳng cắn nhưng mà chẳng cắn mà anh em. Nói chung cân ấy, nhưng mà bên mình lợi là bên mình dưới đánh lên đó anh em. Quyền nó đúng ấy. Hai bên cân nhau thôi, chênh lệch nhau khoảng 5-7k thôi, không có nhiều đâu. 5-7k là cân nhau ấy. Chủ yếu là giai phút cuối thôi, chủ yếu là giai phút cuối thôi. Giai phút cuối như thế nào thôi. Anh em từ dưới. Lúc này là người cân ấy. Rồi, mới sẽ bạc về á. Anh em có bao nhiêu kiếm á, anh em nào cầm mặt 94, 94 với 105, cách 10k, cách 10k, cách 10k. Hãy xếp tay. Thương với lại Ok, hello anh em nha. Chúc anh em buổi tối xem video livestream vui vẻ nha em ơi. Nói chung là Quyền bạn nói là đúng anh em ơi. Nói chung là hai bên cân nhau, giúp thì giúp cho vui, tại vì là thiếu người thì phải phụ qua giúp cũng được anh em, không sao cả, tại vì trận đấu không quá kèo, đánh vui vẻ thôi anh em. Tại vì làm gì làm mỗi bên đủ 60 người đánh cho vui không. Trận đầu tiên mà phải ra trò một chút. Thì bên xe thì Khải thấy là thiếu người, mượn một số anh em này nọ thì vô đánh thì cũng được thôi anh em, sao đâu, bình thường mà. Anh em về là quét mặt à. Về quét lòng à. Về đi, về đánh anh em. Ê, ăn có tướng cái nè, ăn có tướng ba đó cái nè. Ok anh em. Đúng rồi, 10k này. Làm ơi, này kiểm tra nhà lần này làm ơi. 10k chỉ còn 1 đến 2 tuổi nha, sói thổ nguy hiểm nha, sói thổ nguy hiểm nha. Anh Phương bắt đó nè. Rồi Thương đâu, sao này canh sói Thương ơi. Thương ơi, ở đâu. Rồi này canh sói đi. Rồi, nhà mấy kiếm nào, nhà mấy kiếm nào, xin nhà mấy kiếm này bắt cóc lắc mình đừng ngon hết nè. Rồi, rút cho cái mồm này, rút cho cái mồm này. Ao luôn, mồm phải nhìn nó ao luôn. Nhà mấy kiếm nào, nhà mấy kiếm nào. Lô cẩn thận xe, cẩn thận xe đường bốn cũng kẹo nha, kẹo mà nó vô là cứ chết thôi. Được rồi, có người bắt nó rồi. Ừ, thằng đó hay bị đi lẹ lắm á. Đường bốn kẹo. Rồi chết luôn rồi. Yên tâm đi, Khải ơi, có người thử, tự luôn Khải. Ok. Em một vô nè. Nguyễn Thầy Tiến nói ra, Lâm ơi cho đứng trước đá vậy thụ Lâm ơi. Hào Dân với Đường Môn là hai này đi cưới là xong đó đây nè, đó đây ba nói nha, thì tôi nghe 53 luôn nha. Sao bên kia có hai Đường Môn em, Hào Dân là Đường Môn này, hai người này á mà đi bắt lẹ sói chứ cái sẽ nắp. Anh mà xe bên đỏ cái xe em đọc bước qua thành rồi tiêu rất khổ, canh sói nó. Bước qua giờ đi canh sói đó nè anh đọc ơi. Anh đọc bước mấy hai nhà theo thăm xe. Thằng anh nó còn không dám mượn nè. Rồi anh thấy rồi. Rồi anh em nè, chuẩn bị nha, mình không đánh ở góc cây một nha, giữa sân. Lên người, lên người nha anh em ơi, lên người nha anh em. Giữa 1-4 nha, mình cứ lấy vị trí giữa 1-4 nha. Đẹo qua được rồi nha Thương nha. Được rồi, mình mua dặn ở nhà cầm nó được rồi. Thương ơi. Rồi, của anh Sáu cũng đánh. Đánh nó thằng này rồi, đánh nó thằng này rồi, đánh nó thằng này luôn. Nhâm xe bay vô nhà cho, đánh nó đi, đánh nó cho đánh đó. Ok. Chuẩn bị nè. Rồi anh em di chuyển ra giữa sân. Sói chống nè, hai em NPC chống con sói, hai em NPC lên nhà nè. Sói chống nè, sói nó chống nè. Từ từ. Đứng giữa sân lại, qua cái ba. Vậy giữa sân. Cái hai nó qua đây, mình qua đó.
mặt khổ đâu, mặt khổ đâu, mặt khổ đâu, chỉ mặt khổ và mình chỉ mặt khổ và mấy tèo anh sói đó nè. Đi vô đi. Rồi anh em mà sàn dưới cái bốn luôn, sàn ngang, sàn ngang không sàn phải, sàn ngang dưới cái bốn. Rồi móc từ dưới lên, móc từ dưới lên đánh cái ba, móc từ dưới lên rồi đứng lại đánh, móc chi sâu như vậy, đứng lại cái ba đánh. Rồi sàn qua trái lại, sàn qua trái, ai chạy trái lại, chạy trái lại. Mày sói trong trường này mặt khổ đâu mày. Đánh cái ba đánh từ từ. Rồi đứng lại vô sân này, đứng lại vô sân, gom lại cục cái, Rồi mặt khổ đâu ba. Em qua phải qua cái ba. Qua cái ba đánh. Rồi đứng lại làm cái ba. Rồi sói luôn nè. Hết máu rồi, nghe mi đâu ta, không có nghe mi rồi. Không có nghe mi. Cũng vậy trước đó. Đúng rồi, em ai giảm được đâu, ai giảm được về ba mình luôn. Tôi nó không nghe mi chết liền anh em. Sai quá sai. Còn 2k3 máu là khai thấy không có nghe mi rồi. Đồ quá, không nghe mi cũng thật thiệt quá. Anh thôi, anh em hỗ trợ không nghe mi. Không có nghe mi luôn nè. Mi ai đang cầm chat số 1 anh Mai các anh em. Phải nó không có nghe mì đi chung nè. Nhìn lại Khải còn 2k3 máu, Khải chết. Nhìn là biết không có nghe mì rồi. Bung hết còn 2k3 máu chết liền luôn. Má không có nghe mì. Cả bàn có bàn nghe mì rồi, tại vì không có đưa, không có đưa làm bài kéo nữa là Khải cũng đâu kéo nghe mì Khải. Đâu có được. Không được. Làm bài đâu mà do. Hướng giữ đó đi, cô lên con. Đồ nãy mà nãy nó chống trơn rồi, nãy mặt khổ với tèo nghe là lăn sói mẹ rồi, nó chống trơn luôn á. Thì nó đi dồn hết ở ngoài đây luôn mà. Em ta đứng 2 phút ngồi rồi đó luôn. PC ở ngoài này bọn tao là giam đâu. Gắt sâu đập tên ngồi, tao đập tên bỏ nó PC rồi. Nó lùa tao hiểu không? Nó quá xong được. Rồi. Điểm đi thằng ơi, điểm thằng ơi. 5k. 5k. 5k thôi nha. 5k. Của hai người đó nha. Kênh gì đánh đi, bỏ con sói đi. Đánh cái gì đó, sói ơi, đúng sao đâu. Gõ sói đi bà sói. Bỏ sói đi. Mình PC vẫn làm được đúng không? Mình xây mình ăn nó mà không còn sói đâu. Biết rồi, mình phải thủ, mình phải có một năm hai, thêm một năm đây nữa. Hai ngày trước đây, tất cả đều là ngày trước đây, cùng luôn bùa liên tục. Đâu còn ăn sói đâu nè, tầm này không ăn sói nữa. Còn có mười mấy phút thôi, chỉ cần xây đánh thôi, thủ là ăn thôi. Đứng yên. Đứng yên. Ai chăng là chưa hai tỉnh mà, sao bao được. Không, mặt nào không đấm, điểm là biết rồi. Đứng yên. Chơi nhẹ cái nè, không chơi nhẹ đâu hình cát. Kéo xe, tay. Xe hết em. Cái bốn kìa. Mặt nạ sao chứ? Không. Cái bốn kìa. Rồi lên ngựa nè, chuẩn bị nè. Lên ngựa nè. Lấy ngựa. Chạy qua cái bốn. Từ từ. Chạy qua cái bốn. Chú ta. Anh em về kiểm tra lại. Đứng như một này ra đam con chiên nữa. Chứng mong kìa. Lên ngựa đi. Ra đam này, bắt nó lại. Quýnh vô đam luôn. Xuyên từ về lại chú ta nè. Xuyên từ lại với một mình nè. Xuyên từ ra đam vô. Rồi sẽ phải một bước nữa rồi đam, nhồi máu vào đam. Mấy người vô kia kim đường, mấy đường vô kia kim đường. Đều luôn, năm tới năm ơi. Đẹp quá chết. Đứng lại, từ. Rút về ba mình. Mình hơi mắc mi rồi, rút về ba mình. Từ nè, ba mình nè, đam mình lên trên, hù rồi. Chuẩn bị nha, rút về cổng luôn. Giữ lực, không được chết nữa. Rồi đầu cổng đứng lại. Không vô cổng, đầu cổng đó. Rồi chuẩn bị nè, ra từ từ đây nè. Rồi. Xét từ trên. Đẩy xét từ trên. Xét từ trên. Hướng lên đường trên, đẩy qua hướng cây khô nè. Đẩy qua từ từ nè. Rồi đánh lên luôn, nó chạy rồi, đánh mạnh lên luôn. Rồi chưa đá gom lại, Thu điểm rồi nha. Xin Nam Mi em ơi, xin Nam Mi em ơi. 2k chết là mình thua luôn á. Mình đi theo đây để thu bắt mình ơi. Ok. Nào, còn một xe nó lọt ở bên tổng 3 giờ nha. Tổng 2 cái điểm rồi nè. Lên cái 2 liên NPC cái. Lên cái 2 liên NPC nhanh. Rồi chuẩn bị đem. Cái nó lọt ở bên 3 giờ nè. Đúng rồi. Xe 5 đốc ở bên... Anh em sẽ gặp đi hết lên NPC bên anh, đi hết NPC đây, đi hết NPC đây. Xem về đây, cái 2 nè. Xin bồn luôn kìa, di chuyển dặm quá, xin bồn luôn anh ơi. Hải sói đang rất là gây cấn này mày, nói chung là bây giờ hiện tại bây giờ tôi bán xe.
Bang xe đang gác lại bên này 1k điểm rồi. Bang xe đang hơn 1k điểm rồi. Còn đứng đó. Đang hơn 1k điểm. Mình muốn lắm được mà, nghĩ có năm y lắm được mình dừng nhà mà. Trận đấu còn đến 15 phút nữa nè, 15 phút nữa đó. Bước lên nè, bước qua nè, bước lên qua nè, đi hết nè, bước xe nè. Trung vàng sai, số 3, số 3. Xe giữa ba. Bình ở nhà đi bình ơi, bình ở nhà thôi bình ơi, kìa đó bình. Phát rồi, phát rồi. Em cầm con bùi bút, bút bắp, bút âm đúng rồi, ấm ở trong rồi đó. Hay quá, hay quá, băng xe gỡ lại điểm hay quá. Khải, anh được 32 mạng. Anh gom hết đại danh rồi nha. Rồi. Anh điểm vào thủ rồi, anh điểm vào thủ rồi, anh điểm vào bên băng xe thủ rồi. Khải tắt mic cho em ơi, Khải nói thì nói nhưng còn trong trong Discord ban Khải không nghe Khải nói đâu. Chung là Khải nói thì nói cho anh em nghe thôi chứ còn trong trong Discord không nghe vậy nha anh em. Trong Discord Khải anh em Khải chỉ nghe sói thôi chứ Khải không có quyền nói nha anh em. Khải không có quyền nói nha anh em. Khải chỉ nghe thôi, trong Discord Khải chỉ nghe đánh theo thôi. Lập lại đây anh nghe lại ba mình, như chị. Nam ta bảo. Nghe. Mày mày đưa phái cho Lâm thì mày đừng chỉ đạo nữa. Không ra tao có chỉ đạo đâu. Tao xuống mic rồi mà. Vừa rồi đó. Không. Rồi ông đánh nhau. Rồi rồi. Sau trận ngay sau trận đi mang cái đó. Kiểm lắc à. Trọng gì thắng kẹp thua gốc, em. Kẹp gấp. Ở đây bước lên chứ đá lại nè em ơi. Nhanh lên em. Kẹp gấp này. Trong nhà có xe đường môn có ai không vậy kìa. Bình về bình về trong nhà thôi em. Đâu cần thích ra ra đâu em. Chiếc đá này anh em gom nè. Em vừa đánh rồi, đang xây cái bóng, xây vào cái bóng, xây vào cái bóng. Em mạnh lên giữa hai, hai ba. Em mạnh lên giữa hai ba. Xây về cái bột từ từ. Xây về cái bột từ từ, xây về cái bột. Đeo năm. Những mạnh lên này, những mạnh lên như thế này, những mạnh lên như thế này. Rồi quay lại, quay lại, quay lại. Em vừa chạy luôn, em vừa chạy luôn, em vừa chạy luôn. Giật anh, giật chân. Xây từ từ về cái bột, xây từ từ về cái bột. Bỏ ra đi, bỏ ra đi. Xây từ giao năm, mạnh vô. Những cái gì lên em? Không đảm đâu. Để mạnh lên em, để mạnh lên. Mày lên mạnh lên ra giờ nè, để ra luôn nè. Để ra luôn. Rồi xoay cái bộ, bắt cái đầu lại. Bắt cái đầu lại, ép vô tường nè anh em. Ép vô tường. Ép vô tường nè, đúng rồi. Cho đâm, máu lên. Máu lên em ơi, máu vô, máu vô. Cái bộ để mạnh lên kia, cái bộ để mạnh lên kia. Cũng được kia, người máu. Người máu lên em. Xoay về lại cái bốn, xoay về lại cái bốn. Cũng được thử. Ai ấy máu dậy lên cái một. Lâm ơi, mình chết Lâm, xóa Lâm. Rồi đánh hồi bảo thương nè, đứng lại ba mình, chuẩn bị đánh nè. Rồi xây xuống ba dưới, xây xuống ba dưới, xây xuống ba dưới, xây xuống ba dưới. Rồi đứng lại một nhịp, Rồi gom lại chiếc đá, Anh em mình đi bắt luôn ơi, mình đi bắt mình ơi. Yeah, em đang bắt. Hết máu rồi, hết máu rồi. Rồi gom lại không chơi, ai không chơi mình cái. 40 hạt, 44 hạt nha, thua 8 ca điểm rồi đó. Rồi, thua rồi tầm này, to này. Cảnh quá. Lúc đầu ba anh lúc sau được thua luôn. Thua để em vô chân luôn. Đứng ba nó luôn. Nhanh. Di chuyển nhanh đi anh em. Ba nó. Lên nào bây giờ. Ô nó nhiêu hả? 5k. 7k hả? Ép nó vô chân luôn. Giờ nó nấp ở trong rồi. Đợi xíu. Dụ nó nè. Còn 10 phút nha. Hết máu rồi chứ. Thua lúc nào vô đánh lên trăm thua mà nó chơi chắc cứu ghê, vô đại danh đại chính luôn, vô đại chính nó bơi lên đâu chơi lên em rồi nha. Thua 8k đó, 9 phút mà không kịp đâu. Bây giờ nè, di chuyển lên cổng trên, ba trên nhanh, ba trên nhà nó. Bây giờ nè, có ai cầm mặt ngay bên trưởng không, ngay bên trưởng không? Từ từ đứng lại, đứng lại. Đầu hẻm thôi. Có ai cầm ngay bên trưởng là tay không? Không lắm. Ôm anh em. Anh mình cứ xe nhiều lắm. Là không bắt được nha, gom ngay đài á, bơm quá trời. Tất cả về ba mình, ba nó. Vậy là không bắt được mấy thằng xì bai này hết á. Có nghe mi đâu. Nói chung thiếu bắt nhiều lắm. Có tiểu lý mới bắt được, nghe mi bắt. Đây đây có bác cho Khải bác nè, Khải bác bắt này nhanh phát một mà Khải tiểu lý mới được môn mà. Ai bắt được đứng qua kia hai đi, ai bắt được đứng qua kia hai đi, ặt tay á. Rồi lên người sẵn nha. Rồi nè, xuống đường dưới nè, đợi bắt này, xuống đường dưới cái, bắt mấy NPC, bắt thôi anh em đợi chính, đứng yên đi, sao di chuyển như vậy, kêu cái đội bắt thôi,
Chủ yếu là ông chơi gì bay nó thấy mình mà. Rồi ba nó đi, gom ba nó lại. Không chơi game tập trung dựng cái đi. Là Khải đứng cây hai, Khải chặn nào chạy xuống đúng không? Lại này tập trung nè. Rồi lên đường trên để bắt được, lên đường trên để bắt lên đường trên nhanh, giết mấy gì bay nó hết. Mọi bác chạy vòng hết. Má là mọi bác đi em ơi, bác thôi. Rồi đứng lại ba nó đi, đứng lại ba nó, gom lại ba nó. Máu anh em không gì thằng con này là mày không biết. Rồi bây giờ nè, tất cả đường dưới cho chị, đường dưới. Dưới. Chị nhanh. Khải có đi theo không? Khải đi theo không? Rồi anh bố bạn này nè, đè bố bạn này ăn nè. Rồi chuẩn bị nè, ăn xong quay lại nha, Rồi lùa hẳn xíu luôn, không vô cổng nha. Ê, rồi, đây nè, quay lại ba nó. Trên đường lên nào, chơi lê mấy thằng chị bay nó hết. 8 phút, coi điểm liên tục cho anh nha Thuận. Rồi. 4k. Được. Rồi đứng lại thăm mình xem nè. Rồi bắt đầu chuẩn bị nè, rồi bắt chị bay đâu? Lên kia 2 tiếp, rồi bắt chị bay đâu? Lên kia 2 tiếp. Rồi bắt thôi nha, còn cái đội chính mình đứng ở ba nó đi nha. Nó rầm trên đài chăm nha. Ừ. Rồi. Đợi chính nè. Đợi bắt chuẩn bị nè. 7-3 giờ đông nha, 7-3 giờ nhiều nha. Rồi đợi bắt. Đợi bắt nè, đợi chuẩn bị đường dưới nha, chuẩn bị đường dưới nha. Chúng vô mùa máu. Rồi xe đưa món quá nha. Rồi bây giờ nè. Đợi bắt. Đợi bắt di chuyển xuống dưới. Đợi chính. Rồi đi ra xuống rồi. Đi tới giữa hẹn quay lại. Đi chỉ đi anh em, đợi bắt di chuyển đường dưới. Bắt bố này lại. Trong này. Rồi chưa? Ờ, nhưng máu luôn. Nó ăn, nó vượt tới rồi, nó ăn đầy thương hình. Cái con vé đi, còn xe đưa môn quá này. Đưa môn nó đâu. Rồi, bây giờ mình quay lại ba nó. Thua nó 3k. Rồi, ba nó. Nó vừa lấy được đầy tướng mình đó nha. Anh em mình đâu hết rồi, ba nó nè. Yên tâm, điểm hàng chị bay này ngu chút rồi, nó fit điểm đó nè. Chị bay lần đi mà bao đi hai đưa ngay kia xuống kìa. Rồi bây giờ nè, chia ra nha, đợi 1 cây 2, đợi 2 cây 3 nhanh. 1 2 2 2 3. Rồi đứng lại hai đội. Bạn này câu lông bùa nha, di chuyển nhanh nha, không cho chị bay nó phản ứng kịp nha. Rồi hai đi đường dưới, 1 đi đường trên, quét gặp thằng nào xàm đó, không vô cổng. Rồi chưa, Lee hết nào đi sao rồi về ba mình. Đi xong về ba mình, nhanh còn 6 phút rồi anh em, 6 phút dư chất giữa điểm. Nhanh mà. Rồi, ok, gỡ nhanh. Tôi cứu hết cho chăm mình á mà. Tôi cứu anh em nhồi máu nhiều chứ mà được. Ok, nó nứt cái chim này 9 giờ đặt 7 nữa. Có một con ngang y 50% máu, một con bút nha. Chỉnh ra mana anh ơi, chỉnh ra mana. 100% lực ba nó luôn, nó bắt đầu nó sống. Chạy đi đâu bưởi, chạy đi đâu. Anh em này sẵn vô cùng chín nó cái rồi rút ra nha, ăn ba bạn này rồi xong rút ra. Rồi ăn mấy bạn đó, rồi xong rút ra. Rút ra ba nó. Còn ai chưa trong kìa, nhanh anh em lên người chuyện nha anh em. Bí mật kìa. Rồi vậy nè, nó bị ngắt ở trong luôn, ông gà luôn rồi. Rồi anh em nè, lùi sau cái ba, sau cái ba. Rồi ra anh em đứng lại. Rồi anh em nè, từ nó chui vô lại. Nè anh em nè, xèn qua cái hai nhanh. Nó ra nha, làm nha. Rồi, thấy rồi. Nó giữ hang. Đánh dụ nó nha. Nó đứng ở đó, nó hụ đó. Đánh dụ nó nha. Hai bên đi xuống rồi. Đứng lại cái hai. Không gấp. Đừng hai bên đi lên, không coi được. Đánh lại cái anh em, không gấp. Nó giữ hang từ từ ra nha. Rồi, ok. Nó đứng hụ giữa hang á, nó không cho. Tường phải giữa hang nha. Rồi nè, anh em nè, gom lại cái hai bút bùi nhanh. Anh về đi, đừng có giết nó thôi. Chuyển nhanh nha. Tất cả anh em sang qua giữa sân, sang xuống giữa sân. Chạy nó nữa, quá rồi. Giữa sân. Rồi, quấn anh đi. Sang xuống dưới đất.
đánh luôn cái ba, đánh luôn cái ba, móc luôn cái ba đánh. Người mỏi lên, người mỏi vô, người mỏi vô, người mỏi vô. Sẽ qua trái lại, sẽ qua trái lại nút, sẽ qua trái lại nút. Đánh luôn cái hai nè, đánh luôn cái hai nè, sẽ qua trái, đánh luôn cái hai. Đè mạnh vô, nhờ máu vô. Tương chuối đó, sẽ qua trái luôn, nhấn mạnh qua bên trái luôn. Rồi đẩy lên cái hai, đẩy mạnh lên cái hai, đẩy mạnh lên cái hai. Đứng lên cái hai đam, đứng lên cái hai đam. Đứng lên cái hai đam anh em. Rồi móc vô luôn, móc vô luôn, móc vô luôn, móc mạnh vô luôn. Rồi từ từ này chạy về trái lại, chạy về trái lại, đánh về kia một, chạy về trái đánh về kia một. Xét lên từ trên đánh về kia một. Gom lại này, gom lại này, gom lại cục này, gom lại cục này về kia một, về kia một gom lại, kia một gom lại đánh lên. Từ kia một đánh lên, kia một đánh lên kia hai, đứng lại, đam lên, xẹt cái giữa xong, xẹt cái giữa xong, xẹt cái giữa xong, nó xẹt cái giữa xong kìa, giữa xong, đứng ở móc cái đầu đánh. Rồi chết rồi Nam ơi. Xây tiếp anh ơi, xây về chiến đấu từ từ, xây về chiến đấu từ từ, xây về chiến đấu từ từ, xây cái lá bỏ trên em, bỏ trên lên ngựa đi, lên ngựa luôn. Chạy đi bắn chạy đi bắn luôn, chạy đi bắn mất lòng nó mới rồi, chạy đi bắn luôn. Tất cả gặp lên kinh tế, tất cả gặp lên kinh tế đi lên. Thiếu một, thiếu nó bay, thiếu nó bay quay lại, thiếu nó bay này quay lại nha, đó là thiếu nó bay về, không nó bay về. F8K. Anh này tôi bay rồi, thiếu nó bay về, thiếu nó bay về. Ba nói nhanh đi, ba nói nhanh đi, ra ba nói nhanh đi, 100% ra ba nói nhanh. Chạy hết ba nó. Tại sao phút cuối mà mình dở đá xuống? Dạ hả ba, anh em chạy ba mất 50 đồng. Ba nó mình, cho mình. Mình không có mày đặt tay nha. Rồi, ly hết NPC nhanh, còn 2 phút à. Tụi này đánh ăn thua nè. Rồi, di chuyển vô công chính. Vô con. Đứng lại, đánh kỹ vô nè, đánh kỹ vô nè, đứng lại. Đứng lại. Đứng công chính đó. Đẹp phá bom nè, đẹp phá bom nè. Rồi, bom chấm nè. Gọi lên nè, từ lấy góc đánh cái, xét từ phải từ từ, xét từ phải đứng một cột cái, đừng có nhau vô, rồi xem qua trái lại giữa sân, đánh, rồi đánh lên, giữa đánh lên, rồi xem lên trên đài luôn, rồi đè vô đánh, đứng lại gần máu đánh, nhồi hết máu đánh, xem lên trên đó, lên từ trên đánh, hướng con sói đó, đánh người thôi. Rồi xây xuống công sinh nè, đánh vô đài sói đó, đứng lại đam, không đam sói, đam người. Rồi kẹp vô đài đánh. Xây qua trái xuống dưới luôn. Nhờ hết máu đó, nhờ hết máu đó. Để xuống dưới luôn, rồi rút ra đường dưới đi nè. Ăn được mấy mạng vào cuối chết. Không có mây, phải chết đó, không có mây rồi ta. Ủa sao mấy tuần cuối nhà nó toàn cua hả? Không, trận đầu lắm. Không hết nga mây chịu thôi anh em, không gì đâu. Ơi, hai nga mây, đến nó có hai nga mây quá à. Một nga mây, đến có ba nga mây mà. Nga mây với nga mây tây. Đúng rồi, thiếu nga mây tây, không ai cầm nga mây tây. Từ đầu thấy không có nga mây. Thấy giờ đó, tam còn thua không vậy? Không có nga mây. Không nga mây, chứ nga mây lúc đầu luôn. Chứ nga mây lúc đầu không là chết thua à. Đây, nói chung là lúc đầu win anh em, lúc đầu win mười mấy 20k. Về sau thì không biết xây đánh kiểu gì mà càng lúc càng thua, lúc đó lại băng xe nó có thêm lực nữa là đâm ra. Bên này đánh càng lúc càng thua, càng giao tranh càng thua. Rồi giao tranh thì cảm tổng lực lại nghe mi có bạc thôi anh em. Phải chẳng thiên thử nghe mi và. Nói chung là cái này Khải không có, Khải chỉ phụ ban thôi chứ Khải không có tính toán cái vụ mà lốc ạc cần bao nhiêu ạc gì rồi thiếu ạc gì này nọ Khải không có nắm. Khải chỉ việc là Khải lên đánh phụ ban thôi, còn lại cái việc mà build ạc này nọ thì ban chủ với mấy ông kia, mấy anh em kia lo hết rồi, sói lo hết rồi. Khải thua 8k8 điểm, thua 8k8 điểm, thua một cái thua, nói chung là lật ngược tình thế hay quá. Xin chúc mừng băng xe quá hay. Chứ mà tối nay băng xe bên thiên tử băng xe đánh tốt quá. Khúc đầu thì tính ra gần 45 phút đầu thì ban mình ăn hoàn toàn, cắt biệt khoảng 12-13k rồi. Về sau thì xây chuyển sao mà đánh càng lúc càng thua nè, càng lúc càng thua. Nói chung là cái này là ban chấp nhận thiếu nghe mi, một phần nghe mi không có nghe mi này. Các bạn nghe mi thôi mà nghe mi C, không nghe mi Tây. Rồi với lại nem độc bùa không có luôn, phải rồi. Đánh từ đầu cuối kiểm tra lại không có nem độc bùa. Khải bó tay nè mà, nói chung là cái đó là sói ban chủ lo, Khải không biết nha. Khải chỉ đi theo rồi Khải phụ nem thôi, Khải đánh thôi. Khải được top 7 top 8 gì nè, top 6 gì sao? À, biết. À. Tại sao cuối cùng mình từ nãy. Đó nem chút. Thấy đâu anh NPC muốn NPC quá rồi. Mấy cái tầm cuối là em mua hỗ trợ đường trên á, tại vì cái này ở đây lúc thôi rồi mà biết thua ở đâu rồi mà anh em, cái gì đâu biết thua ở đâu rồi được.
thằng mã tài này với thằng te liên quan BT mình giao đam, mình giao đam thua 44, mình lúc nào 44 ạ, mình giao đam thua bình thường anh em coi lại thôi. Nói chung là có hư nhất á là thường thiếu Emmy liên tục, thiếu Emmy liên tục nó thì không không ai cầm Emmy tay nữa. Hai là anh em mình khi đánh toàn đánh ít người hơn nó. Rồi, vậy thôi. Biết gì đâu, mình sai ở đâu là được rồi anh em. Anh em đánh thua rồi sau này tuần sau gạ kèo nó đó. Sao gạ kèo nó không, tuần sau ý là tuần sau mình cố gắng lấy mang mình kinh là mình cắt cái kèo đánh cho vui đó. Nói chung là chưa cấp kèo đánh thử thôi mà. Ló chỗ nào thì đập lại chỗ đó anh em. Mở kèo cho Vin đó, mở đó. Ló chỗ nào quýt lại chỗ đó. Kèo này tao nhận người ta có cửa ăn kiểu vậy đó. Anh Nam đánh mà ăn người ta quá ai dám nhận kèo. Với lại là bên xe có nhờ Thiên Sơn vào phụ anh em rất đông nha. Anh đi cho hai anh công an của anh. Không sao anh em, nắm giờ không giờ không được, mình thua là được. Mình biết mình thua ở đâu anh em. Đúng rồi. Lý do thua lớn nhất á là do ông Tuấn đang đánh mà ông gọi điện thoại làm sói sao nhãn đậu mẹ bớt lại nghe. Còn khi nào mà ông nói trước trận đấu đi, người ta đen sói à, hay cây hai làm chết tụi đó là mắc hết 10 ca điểm, anh em mình thua đúng 10 ca điểm đó. Này thì mẹ chơi á, đợi gây mà thắng thua bình thường, mình thắng biết thì mẹ quá nhục cháy cho mình thì nhường bằng nó tuần sau mình mới tìm mình đáp kèo được chưa? Đúng rồi, nhưng mà về được chưa? Ừ, mà nó về được chưa? Nó ngu quá, phải không? Đi mẹ mình coi nãy thì nó thì mẹ nó ngu quá mẹ được. Thật ra mình Khải nên nhờ anh em trong top chat này làm sói một bữa hả? Thôi anh em ơi, nói chung là cái lỗi là Khải nhìn cho Khải biết rồi. Từ đầu mà vô trận là Khải lúc đầu là bảo Khải là phụ sói, nhưng mà Khải cũng định phụ ban. Nhưng mà Khải nghĩ lại, Khải đừng môn, Khải cầm sói thì chắc chắn sẽ bị ton. Mà nếu bị ton thì sẽ bị nói này nói nọ. Nên là Khải từ chối không phụ ban luôn, nên mà không phụ sói trong trận hôm nay. Trận thiên tử không có tay nghe mi búp, rồi không có năm độc tay năm độc bùa búp, thì Khải nghĩ khó mà anh em chị. Khải chỉ thấy có công luôn thôi. Nghe mi nhiều lúc đang giao tranh búp phát Khải máu còn 2k3 là Khải nghĩ là Khải hết nghe mi liền, xong lúc đó chỉ có chết thôi. Hiện tại bây giờ dòng Evan 200 mana Khải cũng mất luôn rồi, nên Khải còn 2k3 máu rồi. Đó, chung là giao tranh mà ít nghe mi búp anh em ơi, không nghe mi búp tay, toàn là xe rồi xe thì vô nó giao vài cái là xe nát rồi. Nên là không ai búp tay cả, búp tay nó mới linh động được anh em. Thiếu năm độc bùa, thiếu người mi tay. Còn nếu mà bạn mình thì đánh xây vậy là Khải thấy ok anh em. Nhưng mà nhiều khi thấy xây mấy cái pha mà như vịt anh em, không có theo một cái cục anh em di chuyển như rắn vậy. Chung là thôi, cái ban thì mỗi người một tính thôi. Còn anh em xây hay không do anh em thôi, Khải không trả rõ. Còn như Khải thì bảo Khải xây đi đâu, Khải xây đi chỗ đó ngay anh em. Khải tìm gấp Khải đứng liền. Chung là thua chỗ đó anh em. Anh em di chuyển chưa đều, với lại thiếu búp, lại thiếu bùa. Nói chung là trận hôm nay là ban định kèo với ban xe là vài chục kim chơi, nhưng mà bên xe không cấp kèo anh em. Bên xe không cấp kèo thì bên này như là anh em mình cảm giác như là đánh cho vui thì phải, đánh cho vui nên là chưa có gì cảm giác gọi là hưng máu anh em, chưa có chuẩn bị tốt. Sao mà mình đi giao tranh có 4 mấy á hả? Bốn hai bốn bốn à. Lúc xe đầu á là mình ăn nó là cái đồ hình xe hay xe hay. Nam biết không, hồi nãy xém chút em mà không về mua máu là thua luôn rồi á. Cái năm độc với con đường môn nó vô nó xé nó xuống bánh của con. Trời ơi, cái lúc đầu em vô em nhắn tin li lệ luôn á, lúc mà cái xe mà em về em mua máu em thấy trời em đứt á. Chung là đúng rồi, thằng sâu thằng sâu thằng sâu quán lấy kèo đánh lại là thấy rồi. Cứ mỗi lần giao tranh là em có 4.000 máu à, mỗi lần giao tranh có 4.000 mấy máu à, mất đi Nga Mi rồi. Mà khi mà có Nga Mi vô nó hỏng hút máu luôn, nó chỉ có nằm thưởng hoàng thưởng thiên tử tuần này là gì ạ? Thôi hoàng thưởng ít sẽ đăng ban 7 ngày với lại bôn tiêu 7 ngày random. Trời ơi bèo nhèo rồi, cái gã nó 200-300 kim đi anh em. Cái set này không lên thắng làm gì đúng không? Cứ nói vậy đi. Đúng rồi, cứ nói vậy đi đúng không? Không lên thắng làm gì? Không mà anh biết sao thua không anh em? Lên tầng thế giới rồi coi cho nó chửi cho nghe. Có gì đâu anh, mình thương.
Hắn khu chửi nó mới cay mới vui cho vào mới nhọn. Vậy ví dụ như bánh mình thường nói mình ăn cái xong cái nó buồn hiu cái nó khóc tội nghiệp lắm. Để nó gáy đi xong cái mình sao mình đâu có mượn người cái bang khác anh, mình đâu có mượn top 1 top 2 ở bên đó anh. Mình đâu có mượn hai bang đâu, chứ mà 4 bang nó mượn từ hai bang rồi anh. Mà tại cái ra mình thua còn không phải hãnh diện nữa kìa luôn á, là tại vì nó còn mượn à của những bang khác không phải đó. Mình thua rồi, nói chung là thua, nói chung là cũng hợp lý thôi. Lúc đầu anh hả? À, lúc đầu anh 10k thì bên kia lúc đó không có lực anh em, giao chăn bên kia nát mà. Lúc đầu thì ban khả giao tool ngay bên kia nát mà. À, giao tool đến 9:40, 9:45 thì bên kia nát liên tục mà. Từ cái giây phút mà 15 phút cuối á, 15 phút cuối lúc đó thua lại. 15 phút cuối thì bắt đầu thua lại. Đúng rồi, mấy tuần cuối toàn thua, chả ăn tuần nào. Đúng rồi, sắp xếp chưa được kỹ nữa. Chúng là khá chỉ phụ thôi. Nhớ về lúc đầu thì ban khả ăn điểm từ đầu đến cuối mà. Đến mà xuất hiện con sói nha. Bên kia thua 10k điểm xuất hiện con sói. Sau nào là bên này không biết như thế nào là bên kia không giao tranh luôn, bên kia ở nhà thủ thôi. Nếu mà khả sói thì khả lại đánh theo cánh khác. Khải không cho giao tranh nhiều, Khải chỉ cần ăn ngã ba nó là Khải đủ ăn nữa. Nữa lại, nói chung là thua thôi. Anh em có hiểu không hiểu thôi, Khải cũng chả nói làm gì tại vì Khải không có sói, Khải chỉ đánh theo thôi. À, thua thì anh em đỡ lần sau rút kinh nghiệm thôi. Chứ Khải cũng chả rõ tại vì Khải không có sói. Hồi nãy Khải như top 7, top 6 nè, hồi nãy Khải top 7, top 6 nè. Chưa kịp coi nữa tại vì vô xong rồi Khải tranh thủ đi qua đua ngựa quên coi top luôn. Như Khải top 6 top 7 vậy. Giết 42 mạng. Đúng rồi, thua thôi. Còn anh em nói cỡ mấy anh em trên bang thì họ rút là kinh nghiệm thôi anh em. Rút kinh nghiệm thì thiếu nghe mi này nọ thì mình nghe thôi. Đang nói về anh Kèo với anh Mạng Nam đó thiệt đó là bang nói tuổi hồn luôn. Thiệt. Làm rồi. Anh em hỏi tí chứ lúc mà mày năm mày phân bao nhiêu đội ngành NPC đấy. Đó, cứ tính ha. Đó, là biết là lòi ra những người chưa đánh NPC thôi. Em nhớ cái là khoảng NPC mày lúc đầu vào đánh cuối kinh khủng luôn đấy. Đó, phân anh đường dưới thì anh vẫn NPC đường dưới. Farm chỉ có 4 người, tức là không có giao tranh mới được farm chứ không phải là giao tranh em farm. Phải làm chạy vòng phải làm thấy bài bè cũng phải 6 NPC farm, có cái bàn rồng farm. Farm chiến thần mà nè, chiến thần biết không một nè, Phụng Nhi nè. Rồi farm cùng lâm. Không thôi, tôi không chắc gì hết, anh em thua anh em tự rút kinh nghiệm thôi. Không có gì hết. Nó bảo bị rùa với cả thằng bé bị rùa như thế mà tôi vẫn được farm được. Mà bên kia bị mày cứ lên điểm bình thường. Phải là mới chửi hùng, dám chửi hùng tao hả? Hùng bé đó, bé đó. Ôi kẹt rồi. Ôi kẹt nữa rồi, đậu xanh. Hai phía nó đi quả đơn bùa này. Bỏ đi.